Tại tỉnh Quảng Nam, năm 2023, huyện miền núi Nam Trà My có thêm 4 sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Thì cả 4 sản phẩm đều có nguyên liệu sản xuất là sâm ngọc linh. Điều này cho thấy việc chế biến sâu các sản phẩm từ sâm ngọc linh đã mang lại giá trị thương hiệu, giá trị kinh tế và giá trị sản xuất cho người dân ở vùng cao Nam Trà My. Năm 2023, sản phẩm trà túi lọc sâm ngọc linh của hộ kinh doanh Hải Thủy ở xã Trà Mai đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đây không chỉ là tin vui với chị Thủy, mà là niềm tự hào lớn với người dân Nam Trà My. Bởi lâu nay, những sản phẩm từ cây sâm ngọc linh chỉ mới được thị trường biết đến ở dạng thô và tươi, như củ, lá, hoa, hạt sâm. Còn những sản phẩm chuyên sâu được chế biến từ sâm ngọc linh rất hiếm. Trên địa bàn của tôi sinh sống thì chưa có cái sản phẩm trà túi lọc sâm ngọc linh. Thì tôi mới nghĩ ra là thay vì mình làm sản phẩm thô, thì tôi sẽ mang đến cho khách hàng, những người tiêu dùng, những người người ta biết đến sâm ngọc linh bằng cái chế biến chuyên sâu hơn là chúng ta làm thành trà. Có nhiều người người ta lên mua, người ta không có điều kiện thì người ta có thể mua một, thường thì người ta sẽ mua một lạng hai lạng vì giá trị cũng rất là cao. Thời gian qua, cùng với việc tuyên truyền vận động người dân mở rộng diện tích vùng trồng sâm ngọc linh, huyện Nam Trà My còn chú trọng đến việc giao thương hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ sâm ngọc linh. Trong đó, ngoài phiên chợ hàng tháng, lễ hội sâm hàng năm, thì huyện vùng cao này còn chủ trương hỗ trợ kêu gọi các doanh nghiệp hộ kinh doanh tham gia chế biến sâu các sản phẩm từ sâm ngọc linh. Thì đến nay huyện Nam Trà My thì đã có 25 sản phẩm được công nhận 3 sao cấp tỉnh và một sản phẩm đạt 4 sao cấp tỉnh. Đây cũng là sự nỗ lực của địa phương cũng như các chủ thể tham gia trong vấn đề và xây dựng sản phẩm OCOP. Các sản phẩm này thì chủ yếu tập trung vào các cái sản phẩm dược liệu hiện có tại địa phương. Qua quá trình triển khai thực hiện trên cơ sở mà đã được sản phẩm đã được công nhận thì các sản phẩm này đã vươn ra được thị trường trong và ngoài nước. Hiện nay tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã bắt đầu hình thành nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh sâm ngọc linh và các sản phẩm chế biến sâu từ loại dược liệu quý hiếm này. Trong đó, việc khuyến khích hình thành các sản phẩm OCOP từ sâm ngọc linh được xem là hướng đi bền vững ở huyện vùng cao này. Và đây cũng là cơ hội động lực để người dân trồng sâm có thể mở rộng diện tích theo quy hoạch mà tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt.